Hello, xin chào các bạn và các anh chị đã quay trở lại với kênh Đầu Bếp Chứng Khoán. Lại tiếp tục là Bình đây. Thì hôm nay là cái phiên thứ ba. Thì các bạn và các anh chị thấy là thị trường của chúng ta vẫn tiếp tục là một cái diễn biến gọi là rung lắc, tương đối là nhẹ nhàng trong cái buổi sáng. Nhưng sau đó thì buổi chiều thì chúng ta là các biến động thì rất là mạnh hơn đó. Nhưng mà về tổng quan thị trường thì mình nghĩ là cũng đã gọi là thoát qua ở cái vùng khá là nguy hiểm, đúng không? Và cũng như là về cái nhận định và cũng như là ngày hôm qua đó, mình cũng chia sẻ cho mọi người về cơ bản thì trong cuối ngày thì mình cũng review lại thị trường để chúng ta có nhận định về cho ngày mai đó. Thì ngày hôm qua mình cũng nói với các anh chị bạn thì khả năng thị trường chúng ta sẽ có cái sự rung lắc, nhưng với ở đâu thì chúng ta mới lo ngại, đúng không? Còn không thì đâu đó thì chúng ta cũng vẫn chưa, và cái nhịp hồi mình nghĩ là cũng sẽ vẫn là tiếp diễn. Rồi, ok, thì chút nữa mình cũng sẽ review lại về cái nhận định để chúng ta đánh giá tiếp tục cho ngày mai, đó là thứ tư. Thì bây giờ mình sẽ review lại thị trường ha, và sau đó thì các nhóm ngành và các cổ phiếu chúng ta đã có cùng nhau với nhau trong xuyên suốt về cái thời gian vừa qua. Các bạn và anh chị đang xem thì nhớ cho mình một cái like, một cái share và thả mình một cái tim ở dưới cái phần bình luận. Cảm ơn các bạn và anh chị rất là nhiều. Rồi thì chúng ta cũng sẽ đi vào thị trường ha. Mình cũng sẽ đánh giá về lại thị trường nha các anh chị bạn. Ok, ở đây thì chúng ta cũng sẽ thấy được là thị trường ngày hôm nay dù là có một cái giảm điểm thì mình nghĩ là cũng tương đối là nhẹ nhàng thôi, nó cũng chỉ gần như là đi ngang. Các bạn anh chị thấy là chỉ có đâu đó là khoảng 1,54 điểm thôi, thì tương đương với 0,12%. Nhưng mà cái thanh khoản thì chúng ta thấy là cũng gọi là tăng lên, thanh khoản cũng tăng lên so với hai phiên vừa rồi. Và phiên ngày hôm qua, đó là 13.739 tỷ. Nhưng mà chúng ta thấy là gì? Về nước ngoài họ vẫn là bán nha, 307 tỷ ở đây. Tự doanh ngày hôm nay chưa cập nhật ha. Nước ngoài thì vẫn bán 307 tỷ. Những cái cổ phiếu mua thì chúng ta có Vinamilk, Masan, MWG, BCM và Techcombank. Còn lại đa phần bán mạnh như là HVN, HAH, BDR, rồi PAO. Đó. Các biến động thì các bạn anh chị thấy là thị trường chúng ta giảm cũng tương đối nhẹ thôi, nhưng mà gần như nó có tới tận 267 mã giảm, thì gần như là một phân nửa thị trường gần như khá là buồn luôn, không? Khá là buồn luôn các anh chị bạn. Và đặc biệt mình thấy là một số cổ phiếu giảm khá là sâu, như các cổ phiếu về dòng tài chính này, rồi các cổ phiếu về dòng bất động sản nè, thì có một số cổ phiếu cũng phá đáy. Cũng phá đáy trong mặt ngắn hạn luôn nha các anh chị bạn, và một số cổ phiếu sắp phá đáy trong việc ngắn hạn luôn. Ok, thì chúng nghĩ là chúng ta cũng sẽ review qua thị trường trong ngày hôm nay, có rất nhiều những cái đặc biệt mà chúng ta phải cần chú ý nha các anh chị bạn. Mình nghĩ là nếu như cổ phiếu nó vi phạm thì chúng ta cũng nên xử lý trong ngắn hạn, và chúng ta cũng nên hạ tỷ trọng, đúng không? Còn những cái cổ phiếu mà chúng ta vẫn kỳ vọng được nó hồi thì chúng ta cứ giữ tiếp tục thôi các anh chị bạn nha. Mình nghĩ là bây giờ chủ yếu là cái tâm lý và cái tỷ trọng danh mục của mình như thế nào. Còn với dòng tiền thì mình nghĩ là rất là yếu ha. Với dòng tiền mình nghĩ là cũng tăng lên, nhưng mà thật ra thì các bạn có chị thấy là đa phần là bán thôi, nhưng mà nó cũng không quá lớn ha. Nó chỉ có 13.000 tỷ thôi, 13-14.000 tỷ mình nghĩ là vẫn là yếu ha. Nó cũng chưa đạt ở cái mức 18.000 tỷ, mình nghĩ là 18.000 tỷ nó mức ở trung bình. Còn các bạn có chị nhìn qua ở những cái ngành, đúng không? Các nhóm ngành thì phân bổ về dòng tiền, các bạn thấy là dòng tiền vẫn tập trung mạnh ở những cái nhóm như ngân hàng, bất động sản, và những cái nhóm như chứng khoán. Và hôm nay thì mình nghĩ là cái nhóm hàng và dịch vụ công nghiệp hôm nay thì có một cái thanh khoản rất là tốt nè. Chỉ có buổi chiều thì cái nhóm này nó mới sụt giảm lại, thì cái nhóm ngân hàng, cái nhóm bất động sản mới giao dịch tốt hơn, nhiều hơn. Thì cho nên là cái nhóm về hàng dịch vụ công nghiệp giảm lại một tí, thì cho nên là mình nghĩ là trong buổi sáng các bạn thấy là những cái nhóm như hàng dịch vụ công nghiệp đây rất là nổi bật nè đó, và nó cũng tăng khá là tốt nè đó, như là các bạn thấy là như PVD rồi HABH nè, đúng không? GSB nè, cũng là các cổ phiếu là tăng trần trong ngày hôm nay. Rồi thì chúng ta nhìn qua thế giới một tí thì các bạn thấy hiện tại thì các chỉ số về Dow Jones họ cũng đang có một cái gọi là chứng khoán Mỹ cũng đang tăng, tăng trên cả 3 sàn đây. Tăng nhẹ trên cái chỉ số future ha. Còn ngày hôm nay các bạn thấy là nhìn qua các thị trường châu Á, như là Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông và Hàn Quốc đều có một cái giảm tương đối là mạnh luôn, đúng không? Đặc biệt là Hang Seng và Kospi. Thì các bạn thấy là như Nikkei thì giống như là Hang Seng thì cũng giảm, nhưng mà cũng không giảm trên 1%, thì như vậy cũng tương đối thôi. Có Kospi và Hang Seng thì giảm khá là mạnh ha, trên gần 1, Hang Seng thì trên 1% và Kospi thì gần 1%. Như vậy thì giảm khá là mạnh luôn. Ok. Rồi, chúng ta cũng sẽ đi qua về thị trường một tí. Hôm nay thì các bạn anh chị thấy là thị trường Việt Nam mình thì cũng có một cái áp lực, đúng không? Thì giống như ngày hôm qua thôi, thì mình cũng view với mọi người, thì sau buổi chiều thì mình cũng làm một cái video để view mọi người, thì mình nói là khả năng thì thị trường chúng ta cũng sẽ có những cái sự rung lắc lại, đúng không? Nhưng mà về rủi ro thì mình nghĩ là vẫn chưa, tại vì bây giờ thì khả năng thì nó vẫn chưa có khả năng là hồi xong, đúng không? Qua hôm qua anh thấy là những cái nhịp hồi nó đâu đó quanh quanh ở vùng 1250 rồi, mình nghĩ là cũng áp lực và có một cái nến doji. Và ngày hôm nay chúng ta là cũng nó một nến doji và có một sự rút chân khi nó kéo về đây. Thì ngày hôm nay thì mình nghĩ là chúng ta thấy là về trong mặt ngắn hạn nó cũng đã điều chỉnh, đúng không? Nó cũng điều chỉnh về những cái vùng thấp nhất, đó là 1237. Thì mình nghĩ là cái vùng 1236 là cái vùng vẫn rất quan trọng, đúng không? 1236 thì giống như mình nói bạn anh chị, trong phiên thì vẫn có khả năng là thị trường chúng ta nó sẽ trở về đâu đó vùng 1234, mình nghĩ là cũng rất bình thường, đúng không? Thì hôm qua chúng ta cũng đã nói với nhau là vùng 1238, 1234 ở trong phiên nó vẫn ở đó, đó là chuyện rất bình thường. Nhưng mà về đóng cửa, về nến thì chúng ta thấy là vẫn sau đó thì nó vẫn kéo lên trên, thì mình nghĩ là sau đó thì vẫn tích cực thôi đó. Và mình nghĩ là cái nhịp hồi này nó vẫn chưa kết thúc, đúng không? Nhịp hồi vẫn chưa kết thúc, thì có khả năng là cái nhịp hồi này nó sẽ vẫn tiếp diễn, sẽ vẫn tiếp diễn thôi. Nhưng cái sự phân hóa của thị trường nó cũng sẽ rất lớn nha các anh chị mà. Thì các bạn anh chị thấy là ngày hôm nay đó, thị trường gần như không giảm nhiều ha, nó chỉ giảm 1 điểm. Thì các bạn thấy bình thường, nếu thị trường giảm 1 điểm thì vẫn có rất là nhiều cổ phiếu xanh đó. Và đặc biệt hơn thì ngày hôm nay các bạn thấy buổi chiều thì cũng ra rất là nhiều cái báo cáo tài chính quý 2 đó, thì các bạn anh chị cũng sẽ thấy được rất là nhiều về báo cáo tài chính quý 2 ồ ạt ra trong cái buổi tối 30 tháng 7 đây. Thì các bạn thấy là như thế giới di động cũng có một cái lãi rất là tốt trong cái quý 2, đúng không? Và các cổ phiếu như là DHC thì giảm nè, đúng không? Có những cái cổ phiếu như Đạt Phương cũng có là tăng trưởng nè đó. Các bạn thấy là rất là nhiều cổ phiếu mà như HDC nè, thấy là các cổ phiếu này không có tăng nhưng mà trong cái thời gian vừa qua, nhưng mà đây thì cổ phiếu này nó vẫn là tăng trưởng, đúng không? Tăng trưởng khá là tốt trong cái so với quý 2 năm 2023. Nhưng mà về 6 tháng đầu năm thì chúng ta thấy là cũng đang có một cái mức lãi, đúng không? Nhưng mà tăng trưởng thì là âm. Đó, rồi Khang Điền cũng ra. Rồi những cái cổ phiếu như là PVD, đúng không? Bạn thấy là rất là ồ ạt ra rất là nhiều báo cáo tài chính trong ngày hôm nay. Đó, các bạn anh chị có quan tâm thì có thể theo dõi ở đây ha. Thì mình nghĩ là hôm nay ra rất nhiều trong cái buổi chiều ngày hôm nay nè. Rồi BC1 nè. BC1 thì cũng tăng trưởng khá là tốt nè. Và em thấy là trong cái hai quý đầu năm cũng có một cái tăng trưởng rất là tốt nè, 200%. Đó, thì gần như là mình nghĩ là ra rất là nhiều ở đây. Các bạn anh chị có thể là theo dõi về báo cáo tài chính. Và ngày mai đó, ngày mai nữa là cái ngày mình nghĩ là cuối cùng của tháng 7. Đó, ngày mai là cái ngày cuối cùng 31 tháng 7 và cũng như là cái ngày cuối cùng để chúng ta phải kết thúc về báo cáo tài chính. Thì sau đó thì mình nghĩ là sẽ là một trong những cái vùng trũng, tiếp tục là cái vùng trũng thông tin, đúng không? Rồi thì như PVD đây ta thấy là nếu so với quý 2 năm trước thì cũng là âm 3%, nhưng mà tổng quan về 2 quý 6 tháng đầu năm thì cũng đã tăng trưởng được khoảng 54% rồi, không? Rồi chúng ta cũng sẽ nhìn về thị trường. Thì ngày hôm nay thì mình nghĩ là các bạn anh chị thấy là thị trường chúng ta vẫn đang có một cái sự tích cực, đúng không? Mình nghĩ là vẫn tích cực thôi. Trong ngắn hạn thì cũng chưa về trong cái vùng kháng cự hoàn toàn, thì cho nên mình nghĩ là cũng như các bạn thấy là nó cũng chưa chạm vào cái trend ha. Cái trend này thì chưa phải là kháng cự, đúng không? Mình nghĩ là chúng ta cũng thấy là sợ ở đây thị trường dòng tiền nó hơi yếu thôi, nhưng mà mình nghĩ là cũng chưa hưng phấn. Mình nghĩ là cái khả năng là thị trường nó sẽ vẫn tiếp diễn để đi về đâu đó ở những cái vùng kháng cự ha. Và đấy là sẽ đi về đâu đó những cái vùng kháng cự khoảng quanh 126x này nè. Có thể là bạn thấy là đây nó sẽ hình thành lên một cái kháng cự đâu đó khoảng quanh 1263. Đó, nhưng mình nghĩ là sẽ là tới khúc đó thì nó sẽ là một cái kháng cự ha. Và cũng như là mình nói là đây cái vùng giao dịch nhiều nó sẽ là ở ngay cái chỗ mà khoảng quanh ở 1281, 1282, 1283 đó, thì cái quanh 1281 đó nó vẫn là một cái vùng giao dịch nhiều và cũng là một cái vùng mà gây áp lực đến thị trường chung đó. Thì còn bây giờ thì chúng ta thấy là khả năng trong ngắn hạn cái khung đồ thị 1 giờ này nó vẫn đang trong down trend đúng không, và mình nghĩ là nó cũng đang chờ một cái chuyển đổi xu hướng, cũng như thường nó cũng sẽ hướng tới vào những cái vùng kháng cự này rồi mới giảm tiếp. Bạn thấy đa phần để mà giảm thì nó cũng phải những cái lúc mà nó yếu hay gì đó, bạn thấy là nó cũng phải đâu đó chạm tới những cái vùng kháng cự này rồi nó hoặc là nó ngoi lên này, các bạn thấy không, nó ngoi lên rồi đó sau đó mới giảm đó, nó sau đó mới giảm. Thì cho nên là với cái vùng này mình nghĩ là vẫn có khả năng nó tiếp tục là hồi phục thôi. Thì đầu tiên mình nghĩ là cũng sẽ hướng về đâu đó quanh ở cái vị trí trước tiên kháng cự mà chúng ta thấy là cũng tương đối nó có thể gây áp lực tiếp và gây một cái lực cung, đó là cái vùng 1258, 1258, 1260 đó. Thì chúng ta có thể là quanh ở gần 126x cộng trừ đúng không, cộng trừ vài like 5 điểm, cộng trừ 5 điểm các bạn đó. Thì cho nên là mình nghĩ là với giai đoạn này thì trước tiên thì không biết như thế nào, nhưng mà mình nghĩ là xử lý thì tùy tình huống đó các bạn. Mình nghĩ là trong đoạn này là ứng biến với thị trường thôi, mình nghĩ là ứng biến với thị trường ha, thích hợp với thị trường thôi. Và đặc biệt thì các bạn thấy là về báo cáo tài chính chúng ta cũng đã nhìn với nhau rất là nhiều cái ngành ngân hàng này, mình nghĩ là cập nhật cái ngành ngân hàng nó riêng biệt nè đó. Thì các bạn thấy là cái lợi nhuận 6 tháng 2024 nè, rồi 2023 nè, tăng giảm theo cái phần trăm nè. Thì các bạn thấy là gần như là đa phần thì mình nghĩ là các ngân hàng nó cũng tăng trưởng, có những cái sự tăng trưởng và cũng đa phần có lãi ha. 6 tháng đầu năm mình nghĩ là cũng có lãi, đa phần là có lãi nè đó. Chỉ có bây giờ là có tăng trưởng âm hay không thôi, chứ còn với đa phần mình nghĩ là vẫn là tăng trưởng, đúng không? Đa phần là tăng. Thì cho nên là các bạn thấy là ngày hôm nay thì SHB cũng ra một cái tăng nè, đúng không? Tăng 13%. Thì cho nên là mình nghĩ là cổ SHB hôm nay cũng nhanh đó. Mình thấy là trong buổi chiều giao dịch rất là nhanh và có một cái là nước ngoài họ mua cũng rất là nhiều về như là SHB đúng không? Rồi thì chúng ta nhìn qua những cái cổ phiếu ngân hàng thì bạn thấy là ngân hàng trong đoạn này thì mình nghĩ là nó cũng đang có cơ hội nó hút giá lên đâu đó ở quanh lại 215 đúng không? 215. Thì mình nghĩ là các cổ phiếu ngân hàng nó cũng có thể là hồi phục tiếp tục thôi, giống như là VPBank nè, rồi SHB nè, mình là tiếp tục nó có thể là hồi phục ha, nó có thể là hồi phục lanh quanh trước tiên là cái vùng 11.3 và các cổ phiếu mình nghĩ là cũng sẽ tiếp tục là hồi phục đó. MBB mình nghĩ là cũng đang tích cực đi lên ha, rồi CTG nè, CTG đang tích lũy thôi, BID nè, BID thì nó cũng gặp một kháng cự, mình nghĩ là nó cũng kháng cự này xong rồi nó cũng sẽ tiếp tục đi lên thôi. Đó mình là cũng tiếp tục đi lên đó. Thì các bạn anh chị chú ý vào các ngân hàng, mình nghĩ là ngân hàng trong đoạn này nó vẫn có một cái mức tăng trưởng hoặc lãi là có. Cho nên là đối với thị trường như này mình nghĩ là ngân hàng trong đoạn này nó không tăng nhiều và nó cũng chỉ đi ngang, cũng như ta thấy là cái chỉ số của ngân hàng nó cũng đi ngang, nó cũng chưa có gì đặc biệt cả. Còn cái dòng chứng khoán thì như mình nói là khả năng nếu mà thị trường hồi thì nhiều khi cái nhóm chứng khoán nó cũng sẽ hồi lên một tí. Thì ngày hôm nay các bạn thấy là các cổ phiếu như VIX nè, nó cũng giảm khá là sâu đúng không? Giảm khá là mạnh đấy. Mình nghĩ là đây là trong nó về những cái vùng mà chúng ta có thể chú ý để bắt đáy, có thể là nó bắt đáy ngắn hàng. Đó, các bạn anh chị chú ý ha. Hôm nay thì mình thấy là có một cái thanh khoản mạnh nè, đã bán khá là mạnh nè. Thì mình nghĩ là khoảng một phiên sau thì nó có hỗ trợ gần nhất của nó là khoảng 12.8, 12.9 rồi. Thì nó gần đâu đó 13 rồi, các bạn thấy không, nó gần khúc này rồi, thì nó khúc giữa của cái hỗ trợ thứ nhất và cái hỗ trợ thứ hai trong trung hạn, trong dài hạn của nó đó. Thì cho nên mình nghĩ là với những sự hoảng loạn này khả năng thì nhiều khi các bạn thấy là dòng chứng khoán nó cũng sẽ hồi thôi, giống như SSI hôm nay các bạn thấy là như mình nói trước đây thì nếu như giảm đây có con nến rút chân này, các bạn chỉ hỏi mình là có hồi được không, mình nói là sẽ tích lũy lại quanh khúc này này, các bạn thấy không, tích lũy lại quanh khúc này, nếu như không phá thì nó sẽ mới có hồi, nó sẽ có hồi ha, mình nghĩ là sẽ có hồi thôi. Nhưng mà cái hồi này mình nghĩ là chắc cũng một tí thôi, đâu đó quanh khúc này thôi. Rồi, đó là mình nghĩ là các bạn anh chị thấy là về thị trường ha, cũng như là các cổ phiếu về dòng chứng khoán. Rồi, hôm nay thì mình nghĩ là các dòng bất động sản nè. Bất động sản thì chúng ta thấy là có BDR. BDR hôm nay cũng phá đáy, nó cũng hồi và cũng về lại quanh cái vùng trước đó của nó. Thì cho nên mình nghĩ là khả năng thì các cổ phiếu này nó cũng đang có những cái áp lực, mình nghĩ là nó cũng không nhanh đâu mà nó sẽ là tích lũy. Giống như hôm nay các bạn thấy là Novaland cũng phá đáy đó, tiếp tục phá đáy ở 10.9 và sau đó nó hồi lên rất là nhanh. Thì các bạn thấy là đây là cái vùng mà nó về cận gần dưới, ở cái biên dưới rồi thì nó cũng quay lên, và chúng ta thấy là cái sự hoảng loạn và cái sự chán nản của cổ phiếu này rất là có rồi. Thì cho nên là mình nghĩ là ngắn hạn nó cũng sẽ hồi, và những cái hồi này thì đâu đó chúng ta thấy là cái áp lực gần nhất của nó là sẽ quanh quanh ở cái vùng khoảng 12, đúng không? Gần 12, 10 trong cái biên 12 của Novaland đó. Thì hôm nay các bạn thấy là đích cũng vậy nè, đích cũng vậy ha, đích cũng gây áp lực và cũng thấy là đang tích lũy nè. Rồi Đất Xanh nè, Đất Xanh cũng đang tích lũy trở lại, đúng không? Đó, nó vẫn trong cái biên này như mình chia sẻ mọi người đây. Hôm nay thì mình thấy là có cổ phiếu Vinhome. Vinhome hôm nay thì cũng có thể là áp lực về phá đáy, và chúng ta cũng nhìn nhận với nhau đây là một cái vùng phá đáy. Nếu ở đây mà tiếp tục phá đáy, các bạn thấy là nó để mà phá đáy thì chắc chắn thì nó phá xong nó mới hồi lên. Giống như lần trước các bạn thấy là nó giảm đây đó, nó hồi lên, đúng không? Tăng lên rồi nó phá đây, nó mới hồi lên, và sau đó nó phá rồi mới hồi lên. Thì mình nghĩ là khả năng trong cái đoạn này thì Vinhome nó cũng sẽ có khả năng phá đáy. Mình nghĩ là Vinhome cũng sẽ có khả năng phá đáy trong ngắn hạn. Thì cho nên mình nghĩ là các bạn, các anh chị nên chú ý vào Vinhome. Thì về Vinhome mình nghĩ là có khả năng phá đáy rồi. Nhìn như thế này mình nghĩ là có khả năng phá đáy. Thì cho nên là mình cũng đang nắm vào này. Thì mình nghĩ là cũng đang suy nghĩ coi có nên cắt hay không, đúng không? Nhưng mà mình nghĩ là trong cái sự chán nản này, cầm lì nữa hay không mình nghĩ không biết, nhưng mà mình nghĩ là phá đáy này thì có khả năng nó sẽ rất là chậm luôn rồi. Thì cho nên là về phương án xử lý thì mình nghĩ là cũng phải nên hạ bớt về mặt tỷ trọng rồi để chúng ta chuyển đổi, đúng không? Để chuyển đổi về các cổ phiếu như thế này thì mình nghĩ là như thế này thì chúng ta nên xử lý thôi, cũng không nên cố chấp làm gì, đúng không? Thì cho nên mình nghĩ là như vậy. Thì chúng ta coi ngày mai coi nó có phá đáy không, nó hồi trong đầu phiên mình nghĩ là tiếp tục giữ, còn nếu như phá thì ok, chúng ta cũng phải chấp nhận cái rủi ro đó. Rồi rất là nhiều cổ phiếu mình nghĩ là chúng ta đang cần phải chú ý, đúng không? Thì các cổ phiếu bất động sản thì giống như bạn thấy là bất động sản của công nghiệp thì mình nghĩ là bây giờ chỉ có như là BCM nó lại tốt nhất so với cái dòng. Các cổ phiếu như GVR thì nó đang hồi thôi, nhưng cũng không có yếu và nó cũng không tạo ra cái xu hướng mạnh như BCM, đúng không? Mình nghĩ là BCM cũng đang rất là mạnh trong cái dòng này. SSC đó, GVR, SSC, HDC đó. Thì các bạn thấy là trước đó thì các dòng cổ phiếu như thế này nó rất là mạnh đó, nhưng mà sau này thì các cổ phiếu như là BCM nó lại mạnh hơn, đúng không? Giống như các bạn thấy bất động sản cũng vậy thôi. Bây giờ các bạn thấy là đa phần các cổ phiếu nó đều phá đáy nhiều nè, đất gần như muốn phá đáy tiếp tục là đít, Đất Xanh rồi như BDR ở phá đáy, Novaland thì hồi lên, đúng không? Vinhome cũng đang ở một cái vùng đáy dài hạn luôn rồi, có phá nữa hay không? Mình nghĩ là cái phá này nó cũng là một cái điểm mua thôi, nhưng mà chúng ta nếu như bạn anh chị nắm giữ trước đó thì nó gây áp lực ngắn hạn thôi, và có thể là các bạn phải chấp nhận cái rủi ro, và chúng ta phải gọi là những người nắm giữ dài hạn lắm rồi cũng phải chịu không nổi, bán ra rồi nó hồi, đúng không? Rồi ok, đó là các cổ phiếu mà chúng ta cũng thấy được ha. Thì trong ngày hôm nay các bạn thấy là các cổ phiếu mà gây thất vọng nhiều nhất đó là Dabaco, khi mà có về báo cáo tài chính mà có không có tốt, đúng không? Thì cho nên là cũng gây áp lực là giảm mạnh nè, giảm mạnh và giảm sàn. Và kể cả những cái cổ phiếu thép, hôm nay mình thấy là các cổ phiếu thép nó cũng hồi rất là tích cực, như là Hòa Phát nè, TVN thì mình nói với anh chị bạn rồi, mình cũng chốt lời, đúng không? Tới khu vực này tầm ở 10, 10.5 thì chúng ta cũng chốt lời. Cũng gây áp lực ha. Hoa Sen rồi Nam Kim và đặc biệt đó là SMC thì chúng ta là tiếp tục là phá đáy và đi xuống, và cũng đây là một cái doanh nghiệp thép lỗ, doanh nghiệp thép lỗ. Thì cho nên là bạn thấy là hôm nay thì có rất là nhiều cổ phiếu mà dù là thị trường xanh mà rất là nhiều cổ phiếu giảm sàn. Thì những cái cổ phiếu như Hòa Bình hay gì đó mình cũng không nói đâu các bạn. Không, Hòa Bình thì vì chúng ta hãy là biết là hủy niêm yết rồi. Và đặc biệt ngày hôm nay các bạn thấy là về Quốc Cường cũng là một cổ phiếu mà đây các bạn thấy không, tăng trần đó. Mình nghĩ là sẽ có một cái T cộng về nó hồi, có khả năng ngày mai nó hồi thêm phiên nữa, là mình nghĩ là buổi chiều hàng về đi không bị cũng áp lực bán. Giống như các bạn thấy là về như các cổ phiếu như là DG cũng không được giải cứu đâu đó, nó cũng là một cái phiên đầu tiên như thế này nè các bạn thấy không, nó giống như Quốc Cường trong cái phiên ngày hôm trước vậy đó. Nhưng mình nghĩ là Quốc Cường thì nó có một cái điểm là nó xa hơn, đúng không? Điểm xa hơn rồi đó. Thì ngày hôm nay mình nghĩ là có rất là nhiều cổ phiếu giảm mạnh ha. Chúng ta cùng nhìn qua một số cổ phiếu mà giảm gì nữa các chị bạn. Đặc biệt mình thấy là VRE nè. VRE hôm nay thì cũng có một cái đôi lúc là như là giảm sàn, giảm rất là sâu. Thì chúng ta thấy là như là VRE nó cũng có những cái khoảnh khắc là gần như sàn đúng không các chị bạn. Mình nghĩ là cũng lộ giá sàn. Giảm mạnh nè, phá đáy ha, nó chỉ phá đáy và giảm mạnh thôi. Thì mình nghĩ là hôm nay thì có những cái đặc biệt như vậy. Nhưng mà về tinh thần thì các bạn thấy là các cổ phiếu tích cực như mình nói là như Đạt Phương nè, nó vẫn có khả năng là vẫn có thể là tiếp tục hồi thôi. Mình nghĩ là khả năng nó tiếp tục hồi lên cái khu vực kháng cự thôi, thì chúng ta canh chốt lời thôi. Những cái cổ phiếu mà chúng ta check lại ha, chúng ta xem như HDG ha, lúc đó mình nghĩ mình chia sẻ mọi người 27.9 thì vì hiện tại nó vẫn đang giữ phía trên này. BC1 nè, nó vẫn tốt nè, đúng không? Vẫn tốt trong khu vực này, cũng có thể canh chốt lời trong ngắn hàng khoảng tầm 29.7 hay 98 cho tới 30, đúng không? Rồi như là các bạn chỉ thấy như là PVT nè, hôm nay cũng khá là tích cực sau khi có về báo cáo tài chính cũng tốt thôi. Thì chúng ta thấy là cũng tăng rất là tốt, và đặc biệt thì cái ngành vận tải biển thì hôm nay mình thấy là rất là mạnh ha, cũng như là tăng khá là tốt. Rồi thì đó là những cái góc nhìn về thị trường trong ngày hôm nay. Mình nghĩ là đặc biệt thì về các cổ phiếu dầu, đúng không, thì mình nói là các cổ phiếu dầu như là PVD đó, thì các bạn thấy là PVD ở đây nó cũng đang có một cái mức suy giảm, và ngày hôm nay thì nó cũng về đâu đó những cái vùng giá mình mua trước của những cái ngày 25 tây tháng 7 đây đó, 25 tây tháng 7 đó là cái phiên thứ 5 vừa rồi mình cũng mua, thì cho nên là với đây hiện tại nó đang ở cái vùng giá vốn rồi, thì không biết là có thành công hay không. Nhưng mà hay là về báo cáo tài chính thì cũng tương đối khá tích cực trong 6 tháng đầu năm. Nếu như mà ở đây mình nghĩ là đây một cái đà thì có khả năng là giảm yếu, thì có khả năng nó cũng hồi phục lắm, nhưng mà nếu như nó tiếp tục nó rơi thì mình nghĩ là chúng ta cũng nên chấp nhận thôi, chấp nhận rủi ro trong ngắn hạn để chờ một cái điểm mà nó có khả năng mình nghĩ là nó rung rũ, sau đó thì nó chắc nó cũng về mò mò về đây, đúng không? Không biết là về đâu khúc này thôi đó, tầm đâu đó ở cái biên mà tầm mình nghĩ là cỡ 25 cộng trừ này thôi, chứ cũng không sâu hơn về 23 này đâu. Thì cho nên là chúng ta chú ý thôi. Rồi đó là cái cổ phiếu mà chúng ta cần chú ý ha. BVS nè, BVS thì mình nghĩ là đây chúng ta đã rõ với nhau là nó hơi những cái vòng như này thì có khả năng nó cũng hồi rồi nó lại giảm thôi. Thì mình nghĩ là BVD nó chắc cũng vậy ha, các cổ phiếu nó đi chung với nhau. BVS cũng vậy nè, BVB nè đó, rồi BVC nè. Đó là áp lực mà chúng ta không chịu nổi nha các anh chị bạn. Chúng ta ngắn hàng chúng ta không chịu nổi với giai đoạn này, mình nghĩ là cũng nên đợi cho một cái tích cực hơn. Rồi thì mình nghĩ là thị trường như vậy thì cũng sẽ vẫn còn có khả năng để hồi tiếp tục thôi, đúng không? Mình nghĩ là cũng còn có khả năng hồi tiếp tục thôi, cho nên là mình nghĩ là các bạn các anh chị cứ bình tĩnh để chúng ta xử lý. Mình nghĩ là trong giai đoạn này là gọi là ứng biến, đúng không? Ứng biến với thị trường thôi. Thị trường ứng biến cho nó phù hợp thôi, cũng không phải là chúng ta bán tháo hay là mà mình nghĩ là các bạn anh chị nào lỡ bán hết rồi thì chúng ta đứng ngoài quan sát như thế nào thôi. Còn muốn giao dịch thì mình nghĩ là ít, tham gia ít thôi. Mình nghĩ đặc biệt là những cái nhóm ngân hàng vẫn là một cái nhóm ưu tiên. Rồi, ok, mình cảm ơn các bạn anh chị rất nhiều đã quan tâm và theo dõi, và chúc mọi người buổi tối thật là vui vẻ và giải trí để chúng ta cũng có thể là nạp lại năng lượng để chuẩn bị cho sáng mai. Các bạn anh chị đừng quên để lại mình một cái like, một cái share và thả mình một cái tim dưới phần bình luận, và đặc biệt hơn là cái ID của mình phía trên là 1791. Đó, các bạn anh chị nào mà cần mở tài khoản để chúng ta bước qua chuẩn bị trước, để gọi là bước qua những giai đoạn khó để tiếp đến là những cái giai đoạn mà nó dễ thở hơn và hấp dẫn hơn. Đó, mọi người mở tài khoản với Bình ha, với cái ID là 1791 tại SI, và có thể giới thiệu giúp Bình. Mình cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và bây giờ mình bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp, và đặc biệt là live stream hàng ngày vào lúc 10 giờ 20 phút hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu ha, trong những cái buổi giao dịch liên tục. Ok, bây giờ mình bye bye và hẹn gặp lại mọi người.